mỗi hôm hai lần đánh và chỉ cho bọn họ ăn cháo cầm hơi. Chủ mì thật đáng chết. Chợt có tiếng ở trong bàn tán. Có phải anh Mại không? Không có lẽ. Chính anh ấy. Nhưng sao anh ấy lại vào đây? Làm gì có chuyện lạ ấy? Có họa quán loa. Nếu là anh mại thì anh ấy phải phá chấn sông vào cứu chúng ta chứ. Rõ khờ cả. Chờ anh ấy ra thì đâu có sự này. Chính anh mại, không sai đâu. Nguyễn Mại nhảy tới trước chấn sông và gọi to. Kim đâu? Thành đâu? Nghiễm đâu? Hoành đâu? Hổ đâu? Giao đâu? Trực đâu? Nguyễn Mại đây! Nguyễn Mại thân đến cứu anh em đây! Xích khóa gãy vỡ dưới sức vặn bẻ của người tráng sĩ. Chàng chạy lại chỗ chúng bạn bị xiềng xích, họ cố sức nhổm dậy mà không sao được. Một vài người ứa lệ vì vui mừng. Bảo Kim phèo phào hỏi: "Anh vào đây cách nào, sao lại vào đây được?" "Chỉ để cứu các chú, nhưng đã mệt, đừng nói nữa, về nhà hãy nói chuyện." chàng lần lượt tháo hết xích cho anh em khi tháo xong thì gà đã gáy bên tai nhưng cơn mưa vẫn còn tầm tã nguyễn mại phải đi tìm cho mỗi người một cái gậy tre thấy nguyễn mại cả bọn thêm bội phần hăng hái họ cố đem sức thừa ra khỏi nhà giam mại cầm kiếm nắm tay tên kiên bắt đi dẫn đường bảo kim khẩn khoản xin nguyễn mại nhân thể cứu quận chúa quỳnh hoa mại tiếp chưa phải việc cần vả cũng không có lý gì tôi cứu quận chúa cả bảo kim cãi lại sao lại không có lý ta không để quận chúa thành một người bạc mệnh không nên làm một việc gì hấp tấp cả bây giờ tôi chỉ biết có các chú mọi người hãy về nhà đã cho các cụ yên tâm rồi muốn gì thì gì ra khỏi phủ đặng lân nguyễn mại quay lại bảo đào văn kiên đáng lẽ ta giết mi nhưng mi đã lấy công chuộc tội khiến ta cứu được bạn ta vậy ta tha phúc cho mi lúc nãy ta đã hứa xong việc ta sẽ thưởng công cho mi quân tử không nói đùa đây mi cầm lấy chàng trao một thỏi bạc cho tên vô lại và nói tiếp ở đây thì mi cũng chết ta khuyên mi nên đi đâu kiếm việc làm ăn lương thiện thì hơn đào văn kiên dạ dạ nguyễn mại dẫn mọi người đi lúc ấy vừa gặp bọn lính tuần mà chàng đã dặn đến chờ gần đấy chàng sai chúng cõng bọn bảo kim đi khi nguyễn mại về đến nhà thì trời vừa sáng bạch tin bọn anh em bảo kim trốn thoát làm náo động cả phủ đặng lân mọi người hốt hoảng. Khi bùi đảng lên báo cho cậu trời biết, lần gầm lên như một con thú dữ, thét lấy kiếm rồi chạy xuống nhà giam. Hỏi đến Đào Văn Kiên thì tên này đã trốn mất. Họ đến lũ gia nhân nằm canh, chúng nói hồ đồ không ra manh mối gì. Đặng lân rít lên. Thế thì chúng bay giết tao, chúng bay giết tao, lũ tòi cơm, đồ chó chết. Lần đâm chết mấy tên, còn những tên khác, đứa thì què, đứa sức đầu cụt tay, giãy dụa trong nhà giam, kêu khóc thảm thiết. Khi đã mệt nhoài, lần trở về phòng riêng. Một người đàn bà đến trình về bệnh quận chúa, lần quát rầm rĩ Cho nó chết, của nợ ấy thì để làm gì? Tao cấm không cho nó uống thuốc nữa. Cho nó chết, vì nó mà tao không giết ngay bọn thằng Bảo Kim. Nó đã không thiết gì đến tao, thì cho nó chết. Khi người đàn bà giảng giải, khuyên nên giữ mồm giữ miệng, thì lân điên tiết, đánh đập người ấy tàn nhẫn và thốt lên những lời bất kính với cả chúa tỉnh đô. Nổi giận không vì những sự phát biểu giả mang ấy mà nguôi đi, trái lại cứ âm ỉ đốt cháy lòng cậu trời. Từ xưa đến nay, Phủ Lân vẫn là nơi bí mật, cách biệt với người ngoài. Lân vẫn yên trí rằng đấy là nơi bất khả xâm phạm càng nghĩ càng tức. Thấy bùi đảng lên hầu, lần hất hàm hỏi. Có bắt được thằng Kiên không? Thưa cậu không? Sao lại không? Lần gầm lên khiến bùi đảng phải lùi lại vì kinh sợ. Thưa cậu, nó trốn mất rồi. Con đã sai người đi tầm nã. Con vẫn đồ rằng thằng Kiên không bao giờ lại phản cậu. Này còn có đủ chứng cớ để minh oan cho nó. Dù nó oan mà bắt được nó tao cũng giết. Chứng cớ đâu? Cậu còn nhớ con An, thằng Kiên mới bắt về tháng trước hầu cậu. À phải. Cái con lúc chúng bay dẫn đến trình tao ở Đồng Hoàng Mai. Hãy còn súng xính mặc áo cô dâu có phải không? Sao không đem nó lên hầu? Bẩm cậu, hiện con An bị trói ở nhà chơi ngoài vườn, con đã dẫn lên hầu cậu. Hai tên gia nhân dẫn Thị An vào đặng lân hỏi ai trói mày con kia? thị an kể hết đầu đuôi câu chuyện rồi tiếp thưa cậu ba người thì một người đeo kiếm hai người dắt dao đều mặc quần áo đen chẽn người đeo kiếm tự xưng là quan hộ thành binh mã sứ đặng lân rú lên nguyễn mại vâng nguyễn mại bùi đảng nói chính nguyễn mại đấy cậu ạ à chỉ có nó mới dám hoành hành thế chỉ có nó mới có gan vào phủ ta chỉ có nó mới có tài leo tường bẻ xích còn biết nó đủ môn võ quần nguyễn khiếp danh không phải tay vừa bọn bảo kim là bạn nó nên nó đến cứu chính thằng mại đấy cậu ạ à. thằng đấy không thể để yên được việc này nên từ đồ hiện nó giữ chức hộ thành binh mã sứ coi việc trị an trong kinh thành Chúa Thượng rất yêu. Nó mới về có năm sáu hôm, những tay anh chị ở Kinh Thành đã phải xa chạy cao bay. Nó lại khám phá ra một cuộc âm mưu làm loạn. Chúa Thượng hiện đang xét, còn tưởng cũng khó mà trêu được nó. Đến như quan tham tụng tao giết, Chúa còn không nói gì, huống chi nó là một chức hộ thành. Trước ta chỉ là quốc cửu, Chúa nể ta một, nay ta lại là quận mã, Chúa nể ta mười ta xin gì mà chúa chẳng nghe? nó phải biết tay ta, tà, nó phải chết. lần suy nghĩ một lúc rồi truyền dõng dạc, bay sắp kiệu để ta vào cung yết kiến tuyên phi. lần nghĩ, nguyễn mại mày đến ngày tận số hay sao mà dám cả gan vào phủ tao náo động? thù này phải báo, tao làm cho mày phanh thây trăm mảnh mới nghe. tao đã quên đi, mày lại dở trò tiệc rượu đã bày lên, thơm tho và sang trọng. Cậu trời đắc ý rót chén rượu mừng mình và nói với mọi người. Trời muốn giết thằng mại đó. Phen này thì ta báo được cái thù ở Long Trì, cả cái thù đêm qua. Và cùng với Nguyễn Mại, cả bọn Bảo Kim, ta cũng giết hết. Trưa hôm ấy, lần ở phủ chúa về, ngất nga ngất ngưỡng, miệng thổi sáo, tay múa may, vui vẻ khôn xiết. Bùi đảng chạy lại, cởi áo cất đai, treo mũ, lau giày, săn đón hỏi lân về ý chúa. Lần nhảy lên sập, tựa vào gối xếp, duỗi chân cho bọn gia nhân nắng, rồi tươi cười bảo bùi đảng. Thế là xong, thằng mại phen này thì chết mất đầu. Tuyền phi tức nó lắm, và thề sẽ làm hại nó kỳ được để rửa thù cho ta. Ngài dặn ta phải đề phòng kẻo nó lại vào phủ, và khuyên ta hãy nhẫn nhục đừng lôi thôi với nó lại vừa may giữa lúc ta hầu chuyện thì chúa thượng vào ta chưa kịp nói thì tuyên phi đã kể tội nguyễn mại ta chưa thấy ai nhanh trí như tuyên phi ngài vu cho mại làm nhục ta ở giữa đường và nói rằng mại khinh rẻ cả chúa thượng khinh rẻ cả tiện thiếp bảo chúa là hoang dâm vô độ công kích cả họ hàng chúa lại xui mọi người chỉ nên tôn sùng nhà Lê và truất ngôi nhà Trịnh. Chúa tái mặt đi, xem ý Chúa tức giận lắm. Tuyền Phi lại khuyên Chúa không nên quá tình nguyễn mại, sợ nuôi một cái họa lớn. Chúa nói, ta cũng có ý gồm tên ấy. Và Ngài hứa sẽ trừng trị nó, còn ta thì Ngài hết sức bên vực. Ngài sẽ xuống chỉ cấm mọi người bất kỳ quan dân phạm đến ta. Ai trái lệnh đem chém Chúng bày bảo như thế có nên mừng không? Nên lắm, nên lắm Cả bọn gia nhân nhao nhao nói Có thế thì chúng con mới được yên tâm hầu hạ cậu Chứ từ ngày thằng Mại về giữ chức hộ thành Chúng con vẫn lo ngơm ngớp Không phải lo Lần nói một cách quả quyết Mai kia thì thằng Mại rụng đầu À còn việc này nữa Tuyên Phi dặn ta phải săn sóc Quỳnh Hoa, kẻo chúa thượng biết quận chúa ốm thì chết cả. Ta thì chán con bé ấy lắm rồi, nhưng tình nghĩa vợ chồng ta cũng không nên tệ quá. Có quận chúa đấy, ta mới dễ kêu cầu chúa thượng và thăng mãi mới sợ ta. Ngày hôm ấy, cậu trời đặt một tiệc lớn, khao thưởng bọn gia nhân và những sự ngông cuồng dâm ác lại diễn ra trong lâu đài mấy hôm sau có tin Nguyễn Mại bị gián hai cấp và Chúa xuống chỉ cấm Nguyễn Mại không được lấy cớ là phòng giữ kinh thành phạm đến hoàng thân quốc thích nhất là tôn tộc trong ngoài họ trịnh. Bùi đảng nói Chúa còn để nó làm gì lại không chém nó đi cho hết một cái bướu gián hai cấp thì mùi gì? Đặng lân nói cứ dần dần rồi nó phải chết. Đã ngót hai tháng nay, cậu trời không xuất phủ. Dân gian đã mừng và cho rằng vì lấy quận chúa nên lần đỡ ngông cuồng. Người ta đỡ lo ngơm ngớp, nhiều người lại ca tụng quận chúa, cho nàng là ân nhân của dân kinh thành, là người vợ hiền biết khuyên chồng, đã cảm hóa được một tên sắc quỷ hung ác. Nhưng có phải đâu? Một hôm đặng lân gọi bùi đảng và bảo. Ta đã lâu không đi chơi, chỉ vì bận việc quận chúa, mà thật ra thì từ ngày cưới ta không được lạc thú gì. Mấy chục đứa đàn bà trong phủ chẳng có đứa nào ta vừa ý. Này ta cho cả chúng bay. Ta lại nhớ đến cô Ngọc, con viên tri huyện Hoàng Công Thành, mày còn nhớ không? Thưa cậu, sao con lại không nhớ? Một bậc tuyệt thế giai nhân, người ta đã đồn là đẹp nhất kinh thành. Đích đấy còn ấy thì ta mới thật vừa ý. Có đầu như quỳnh hoa, buồn như xác chết. Hôm nay, nhân được buổi mát trời, ta muốn đi săn chơi để bù lại những cái phiền từ ngày cưới. Phiền thật, thà chẳng lấy và cứ như trước lại hơn. Thưa cậu, cô Ngọc mà bỏ qua thì tiếc thật, nhưng con tưởng cậu hãy nên hoãn ít lâu, thằng Mại. Mày sợ thằng Mại à? Sợ nó thì còn làm trò gì nữa? Mày sợ nó chứ tao sợ nó ư? Nó cứ trêu vào tao đây. Không nói nó, cả họ nó cũng bị tru di. Một vị quốc cửu, một ông quận mã, lại sợ một thằng hộ thành thì còn ra nghĩa lý gì? Thưa cậu, Nguyễn Mại bướng lắm, nhở ra. Bướng với ai? Chứ nó dám bướng với chúa thượng sao? Tao chỉ thét một tiếng thì nó thất đảm. Nghĩa là nó chưa gặp tao đấy thôi. Thấy bùi đảng còn đứng tầng ngần, lân quát. Thằng chó chết, mày sợ đến thế kia à? Thưa cậu, con thấy lo lo nên không muốn để cậu đi. Lân cười ngặt nghẽo và nói. Không ngờ chúng bay giác đến thế. Đã có tao mà chúng bay vẫn còn sợ nó thì lạ thật. Thu xếp ngay không tao đánh chết cả lũ bây giờ. Màu vàng bày nghi trượng, tàn quạt, mang giường chăn đệm. Tao phải phá một bữa cho thực thỏa chí, bắt con ngọc, bẻ nhị hoa mới thôi. Còn chúng bay tao cũng cho mặt ý, muốn làm gì thì làm. Cả bọn, trừ bùi đảng, hoa chân hoa tay sung sướng. Lân say sưa, vỗ vai bùi đảng và nói. Mày là đứa thân tín nhất của tao, mày định làm cho cuộc chơi mãn vui hay sao, thằng kia? Đi cũng được, nhưng cậu phải đề phòng lắm, nên đem nhiều người đi, người nào cũng phải đủ khí giới mới được. Mày cẩn thận cũng phải, xuống tuyển tất cả hai trăm đứa, bắt đứa nào cũng phải đeo gươm. Nhớ đem cả cổ bàn, rượu chè, hoa quả, bánh trái thật nhiều, để tao thết đãi cô Ngọc màn giường chăn đệm phải sức cho thật nhiều nước hoa. Phường bác âm cũng phải đem đi. Không có đàn sáo nhã nhạc thì mất vui. Ta phải đi cho thật sang trọng, cho xứng đáng cùng người ngọc. Lân cho là đã nói được một câu ý vị, phá lên cười và nắm lấy bùi đảng tác lấy tác để. Bùi đảng sung sướng, vừa vang lại vừa cố gỡ ra. Khi được chủ buông, y vào buồng lấy mũ hoa, bào đỏ, đai ngọc, hia da cho đặng lân. Cờ dông, trống mở, đồ bát bửu dàn bày, đàn sáo nhã nhạc tấu lên. Bùi đảng và 50 tên gia nhân bận võ trang, đeo kiếm dài rước đặng lân lên mình con ngựa bạch, yên vàng, bành gấm. Tàn tán, cờ quạt xúm xít che kín, Trồng sặc sỡ những màu đỏ, màu xanh, và lóng lánh những mặt kính, những hột vàng, những tua kim tuyến. Sau đặng lân lại có một toán 50 võ sĩ xếp hàng hai theo hộ vệ. Và đi đoạn hậu là một bọn gia nhân mặc áo nẹp, khiêng một chiếc giường thất bảo, màn bát tiên. Ở trong người ta nhận thấy đôi gối theo uyên ương, nệm gấm, hương thơm ngào ngạt. Khi cổng phủ đặng lân mở rộng và cờ quạt ở trong rước ra, Mấy nhà hàng phố kêu thất thanh. Cậu trời đấy! Tức thì người ta chạy toán loạn, nhất là những đàn bà con gái. Tiếng kêu trời, kêu đất, xen lẫn với tiếng đóng cửa âm âm. Đặng lân lên ngựa truyền giỏng dạc. Lên chùa quan thánh! Đám rước từ từ đi, và đặng lân ngênh ngang trên mình ngựa, đưa mắt diều hâu nhìn ngang nhìn ngửa, thỉnh thoảng lại nói chuyện với bùi đảng. Cô Hoàng Thị Ngọc, đúng với tên cô, là một trang kiều diễm, nổi tiếng không những ở Kinh Thành mà còn ở các tỉnh nữa. quan huyện Hoàng Công Thành hiếm hoi chỉ sinh được một mình cô, nên ngài yêu dấu và chiều chuộng hết đổi. Vì phải bổ vào trong Nam giúp việc quận công về việc từ hàng nên quan huyện để phu nhân và con gái ở nhà nhân thể để hầu hạ bà lão mẫu bấy giờ đã ngoại tám mươi ba người đàn bà ở một ngôi nhà cổ ở thụy khuê tuy là con quan nhưng cô ngọc không quen thói xa hoa nàng vẫn theo mẹ chăn tầm ươm tơ thức khuya dậy sớm một người bạn quan huyện đã hỏi nàng cho con trai một tay hay chữ có tiếng ở kinh bắc hai nhà đã thuận, nhưng vì nhà trai có bụi nên việc cưới hoãn. Ba bà cháu, mẹ con ở đấy sống một cuộc đời yên lặng. Một hôm, cậu trời đi qua, cả làng khiếp sợ. Chính cô Ngọc, hôm ấy đi lễ, bị đặng lân bắt gặp. Cũng may mà nàng nhanh chân trốn được. Mấy người đã bàn nhau sắp bỏ nhà đi nơi khác, thì lại được giấy của quan huyện nói sắp sửa thăng chức và bổ về làm việc ở một phủ gần kinh thành vả sau đấy được tin cậu trời đã lấy quận chúa và ngót hai tháng không thấy hoành hành nữa nên đều yên trí rằng lân đã cải tâm cải tính vì thế gia đình cô ngọc ở lại thụy khê không tính đến việc dọn đi nơi khác nữa hôm ấy cô ngọc đang ngồi bên cạnh bà mẹ vừa quay tơ vừa nói chuyện ai nấy mơ màng đến quan huyện ở xa một mình nơi quân thứ và đều mong quan chóng trở về để gia đình sum họp chợt một bà láng giềng hớt hơ hớt hải chạy qua nói bà lớn và cô có chạy đi không cậu trời đến đấy tôi phải chạy về ngay bảo con em đi trốn bà huyện nghe rụng rời muốn hỏi nữa thì người kia đã chạy mất thấy con gái sợ và ngơ ngác bà huyện nói bà và mẹ thì không cần còn con thì phải trốn đi mới được con theo mẹ ra sau vườn mẹ con theo cánh đồng chạy lên bưởi rồi vào ẩn nấp ở đâu chứ ở đây không được nó đã biết con rồi bà huyện vừa gọi người bỏ già ở nhà trông nom củ cố và sắp dắt con gái chạy thì đã thấy một lũ côn đồ kẻ gươm người giáo vạt dậu đi vào Bà huyện thất kinh, cô Ngọc rú lên một tiếng. Lũ côn đồ đã tiến lên thềm. Nhà không có cửa thông ra sau, mà chúng thì đông đặt phía ngoài. Biết là Nguy tới nơi, bà huyện bảo con nấp vào xó cửa rồi chạy ra hỏi. Các bác hỏi gì mà vào sừng sổ thế? Đi ăn cướp à? Còn sừng sổ bằng mười nữa. Đây là người nhà quốc cửu, bà định bướng phải không? đây không đi cướp của mà đi cướp người cô ngọc có nhà không cậu đang đợi bên hồ tây cháu nó đi vắng đi vắng à đi vắng thì nọc xác mụ ra hồ trọng vũ nói xong quay bảo lũ đi theo vào bắt cô ngọc cậu đã cho người thám thính biết chắc là có nhà bà huyện run lên quả thực cháu không có nhà chúng tôi còn có mẹ già sợ nhiều người vào kinh động cụ, xin các ông xét cho. Cả bọn cười ầm chế nhạo. Vũ thét. Vào tìm mau, chậm trễ thì có đứa chết. Chúng xông vào, chỉ nháy mắt đã bắt được cô Ngọc lôi ra. Bà huyện chạy lại, thấy con khóc lóc cũng oà lên khóc. Bà sụp xuống lại hồ trọng Vũ. Xin ông tha cho cháu, tôi chỉ có một mình nó. Cô Ngọc cũng kêu lại ông, ông tha tôi, đừng bắt tôi, thà giết tôi còn hơn. Trọng Vũ nói. Chỉ một lúc thôi, cậu lại cho về. Rồi truyền. Điệu ra mau. Bà huyện chạy lại giữ con, thì bị một chiếc tay thước đánh vào giữa lưng, bà ngã lăn ra, đau quá không kêu được nữa. Cô Ngọc thương mẹ, cố hết sức chống cự để thoát ra, nhưng sức đào tơ liễu yếu nàng bị chúng kéo đi xa xa còn văng vẳng tiếng khóc nghe rất não nuột đặng lân đợi cô ngọc ở bờ hồ tây giường đã kê màn chăn nệm gối tinh tươm trên thảm cỏ trong một khu nhiều cây cối cạnh đấy lại có một chiếc bàn bày cổ sang trọng cờ quạt cắm la liệt và những đường lối thông vào khu lân đóng đều có dựng biển cấm người ngoài đi lại. Lân đã bỏ mũ hoa, áo bào đỏ, chỉ mặc chiếc áo xanh hoa đỏ và quần nhiễu điều, lững thững đi đi lại lại, ra ý đợi chờ. Tuy đã sang đông, nhưng trời còn mát. Lân tưởng tượng đến cái thú đê mê. Chung chăn gối với giai nhân bên sóng hồ xanh biếc, giữa một buổi chiều sơ đông tươi đẹp. Mắt cậu trời bỗng sáng lên vui mừng. Xa xa, thấy bọn gia nhân xúm xít khiêng một chiếc cán đi về. Có tiếng khóc tỉ tê, rõ ra tiếng con gái. Lần nhảy nhót sung sướng. Đích rồi, chúng nó bắt được con Ngọc rồi. Phen này thì mày trốn lên mây. Tuy còn cách xa, Lần đã hỏi Hồ Trọng Vũ. Ngọc phải không? Nói mau cho cậu mừng. Trọng Vũ thưa con đã cam đoan với cậu nếu không được xin nộp đầu kia mà bọn gia nhân đã đặt cán xuống họ lôi cô ngọc ra lúng túng trong một cái túi gấm thắt đầu nàng vùng đứng dậy tóc mây xõa trên vai má đỏ ẩn mắt long lanh vẻ mộc mạc và hơi xốc xếch của nàng càng tăng phần kiều diễm nàng định tìm đường trốn nhưng chung quanh gia nhân cậu trời đứng đông không có lối thoát thân Nàng tức giận quát. Thế là nghĩa lý gì? Cậu trời đã sấn đến. Mỹ nhân lại đây cùng ta uống rượu. Lần giữ chặt hai tay cô Ngọc và say sưa nhìn hết vòng Ngọc Bích đeo bên tay trái, làm bật nổi nước da ống muốt như tơ. Lại ngắm đôi mắt đẹp tuyệt trần, đen lanh lánh và hai má không dồi phấn mà trắng như bông tuy miếm lại vì giận dữ, đôi môi vẫn không giấu nổi vẻ thắm tươi. Cô Ngọc rút tay không được. Nàng nói, lời trong trẻo và dịu dàng. Em xin cậu, cậu tha cho em. Tha là thế nào? Mình hãy vào cùng ta uống chén rượu hợp cẩn. Cậu đừng nói thế, không ai nghe được. Bỏ tôi ra không có thì chẳng ra gì. Ủa, chẳng ra gì? mình hãy lại đây uống rượu rồi sẽ hay. Lân kéo nàng lại bàn, đặt ngồi xuống ghế. Người thiếu nữ nhất định không ngồi mà không được. Nàng ôm mặt khóc rưng rức. Lân vịn vai nàng, nàng ấy mạnh ra. Lân nói, Đừng thấy ta yêu mà làm nũng, chết bây giờ. Nàng nói, Chết thì chết, tao không sợ mày. À, con này giỏi. lần ghi chặt đầu nàng, để ngửa mặt lên, đổ một chén rượu vào mồm. Nàng sặc sụa, lại đổ luôn hai chén. Người nàng choáng váng mặt nàng đỏ bừng trông rất có duyên. lần ngắm nàng không chớp. Cô Ngọc định chạy, nàng loạn choạng không sao bước vững. Lân truyền triệt soạn. Tuy say, nhưng cô Ngọc cũng biết là tình thế nguy ngập nàng quyết không chịu nhục nhưng vì không tự chủ được chân tay nàng bị kéo từ từ đến bên giường thất bão nhưng khi bị đặt mình trên đệm gấm nàng bỗng chồm lên trong phút mãnh liệt nàng cắn mạnh vào vai đặng lân đến nỗi lân không chịu được kêu rít lên khi gỡ được ra lần tức giận hai tay đè xuống ngực nàng mặt lộ đầy tà dục và tàn ác nhưng cô Ngọc đã vùng dậy. Cố bảo toàn trinh tiết, nàng thấy như ai truyền thêm sức mạnh. Một cuộc vật lộn dữ dội trên giường thất bảo. Lần trước còn gượng nhẹ, sau thấy nàng nhất quyết chống cự, nổi giận, nghiến răng nói. Mày đã muốn chết thì cho mày chết. Hai tay phủ phàng thoi mạnh vào mạng mở người thiếu nữ. Đau quá không chịu được, nàng ngã xuống đệm, mắt nàng hoa lên, nàng cảm thấy bất lực, như một người bị bóng đè. Giữa lúc cậu trời đang say sưa vì cuộc đắc thắng, sự thỏa mãn lòng dục chỉ còn trong gan tấc thì thấy đổ dồn tiếng trốn cáo cấp. Lần giật mình, bọn gia nhân hớt hơ hớt hải chạy vào báo. Thưa cậu, thằng Nguyễn Mại. Nghe tiếng Nguyễn Mại, cậu trời chột dạ. Lân liền truyền. Bác lấy nó cho cậu. Chỗ này là chỗ nghiêm cấm, có lệnh của chúa thượng. Đứa nào vào là mang tội chết chém. Nó đến ngày tận số. Lệnh truyền chưa xong thì đã thấy Nguyễn Mại tới gần. Bọn gia nhân xúm lại ngăn cản mà không nổi. Nguyên buổi trưa hôm ấy, Mại ngồi trong tư thất ăn cơm với vợ. Mặt Mại hơi buồn nàng phiền vì sự bất công của chúa tỉnh đô cả sự bất minh nữa mấy hôm trước chàng đã bị chúa gọi vào quở mắng còn đe sẽ trị tội nặng chàng biết tuyên phi đã ton hót mãi không chán nản nhưng làm việc cũng kém vui tuy vậy chàng vẫn không để biến nhát việc canh phòng chàng tự nhủ chúa cấm nhưng lương tâm ta không cấm. Ta còn giữ chức hộ thành, thì ta quyết không tha một kẻ nào làm điều trái phép, dù kẻ ấy là gì cũng mặc. Vậy, buổi trưa ấy, chàng đang ăn cơm, thì một bọn lính vào báo việc cậu trời xuất phủ. Chàng đặt đũa xuống, nét mặt hớn hở. Đã lâu, ta chỉ mong nó dở thủ đoạn hiếp gái giữa đường để ta kết tội nó. Này nó chứng nào tật ấy, Thật là một cơ hội tốt để trừ hại cho nhân dân. Chàng với thanh kiếm treo trên tường, vợ chàng hỏi: "Thầy nó định làm gì?" "Cố giết cho bằng được đặng lân." "Thế nhỡ chúa thượng, nhỡ tuyên phi?" "Ấy cũng vì có chúa thượng và tuyên phi nên ta phải giết nó." "Nhưng còn Nàng ngập ngừng không nói hết. Mại hiểu ý, vẽ lưỡng lự lộ trên nét mặt. Tôi phải giết nó, mình à. Phải trừ tiệt nọc. Bắt nó, chúa lại tha, nó lại càng hoành hành, nhân dân lại càng khổ sở. Giết nó đi là xong, tôi sẽ mang tội với chúa. Chàng cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng một vẻ buồn thoáng qua mặt vợ. Chàng cầm tay nàng và nói có lẽ tôi phải vĩnh biệt cùng mình ít lâu nay tôi vẫn nuôi cái ý giết đạn lân mà chưa có dịp giết nó thì vạ đến thân nhưng không làm thế thì chẳng bao giờ xong cả nàng nhìn chồng âu yếm công việc thầy nó làm em đâu dám cản nhưng chỉ nghĩ mình vốn là người tần tảo nuôi mẹ nuôi con hộ tôi đó là phận sự của em mình nên sắp sửa cho con về quê mẹ biết tin sẽ thương tôi nhưng người vốn có khí tiết chắc cũng không đau lòng lắm tôi đã có muộn con nối dõi tông đường mình nên tùy xem khiếu nó mà cho theo văn hay theo võ mẹ là mẹ chung còn nuôi dạy con là phận sự em thầy nó cứ yên tâm thầy nó đã biết em thế nào rồi chỉ nghĩ nàng không nói được nữa, tới bàn rót chén rượu, đưa cho chồng, run run nói. Xin thầy nó uống cạn chén rượu này. Lòng Nguyễn Mại tan ra như nước loãng, chàng cầm chén rượu, nhìn vợ thấy nàng buồn rười rượi, mắt rơm rớm lệ. Chàng muốn nói rõ lòng thương yêu của chàng đối với người bạn tao khang. Nàng đã phải bao nhiêu nỗi thiệt thòi, vất vả, nhưng không hề thốt ra một lời than vãn này nàng mới được một chút vinh hoa mới đầy một tháng mại không nói uống cạn chén rượu dũng con chàng một cậu bé lên năm trông cứng cáp và nhanh nhẹn ở trong nhà chạy ra tay trái kéo một con chó lớn tay phải cầm một thanh kiếm gỗ mại tươi cười hỏi con làm gì đấy dũng con cưỡi ngựa hai vợ chồng cùng cười chàng bế bổng con lên hôn hít con vợ chàng tưởng chồng quên đi nàng mong phút vui đầm ấm này kéo dài mãi để chồng nàng nhỡ việc nhưng mãi đã đặt con xuống và nói con ở nhà ngoan nhé chàng tới cầm tay vợ tôi phải đi không dùng dằn được nữa và lạnh lùng chàng bước ra khép cánh cửa lại trong khi vợ chàng ôm lấy đứa con ngơ ngác thổn thức bên mâm cơm thấy quan hộ thành ngỏ ý muốn giết cậu trời các lính tráng đều kinh sợ có mấy người già cả can chàng mãi nói việc phải làm ta cứ làm đánh ngựa mau cho ta ta không để một người nào theo ta cho liên lụy Ý ta đã quyết thì không có sức gì ngăn cản được ta. Phạm Kính, Đặng Phan tiến lên. Bẩm quan lớn, anh em chúng con xin theo quan lớn, chết cũng xin đành. Cả bọn lính đồng thanh. Chúng con can ngăn quan lớn có phải vì sợ đâu, nhưng vì mến quan lớn. Quan lớn có mệnh hệ nào thì chức hộ thành không ai cán nổi. Ta chết, triều đình lại có người khác, thiếu gì người ta đã dắt ngựa tới mại nhảy lên yên định ra roi thì bọn lính đã nói quan lớn đi chúng con xin theo quan lớn cho trọn nghĩa thầy trò ta biết các ngươi nghĩa khí nhưng ta không muốn để ai liên lụy chúng con dẫu chết cũng không oán hận xin quan lớn cho đi không muốn phụ lòng sốt sắng của bọn thủ hạ mại truyền Phạm Kính, Đặng Phan và tám người nữa sắp ngựa theo ta. Mười một kỵ mã phóng như bay trên con đường lên chùa Quang Thánh. Nguyễn Mại đi đầu. Gần tới chùa, xuống ngựa để một người giữ, rồi ngang nhiên đi bộ vào trại cậu trời. Mặc dầu họ trông thấy rõ tấm biển lớn có dấu của trịnh phủ, cấm người đi lại. Mại nói một mình. Xin Chúa Thượng biết cho, hạ thần lấy cái chết để đền ơn nước. Bọn gia nhân của Đặng Lân xông ra như một đàn hổ đói. Mại vung kiếm quát. Tao là quan hộ thành, vào bắt cậu chúng bay. Đứa nào trêu vào tay tao, tao chém rụm đầu. Nghe tiếng Nguyễn Mại, bọn gia nhân đã thất đảm. Nhưng cậy thế chủ, chúng đáp lại một cách hỗn xược. Mày muốn chết à? Tưởng chức hộ thành đã to lắm thế kia đến tể tướng còn sợ cậu đây. Bước ngay lập tức. Mại điên tiết ẩy họ ngã lỏng chổng. Mặt chàng dữ dội, uy nghiêm. Bọn gia nhân chỉ hống hách già, nhưng vốn sợ chàng nên nhiều đứa đã lủi. Chỉ trong chốc lát, Mại và bọn tùy tùng đã tới gần giường cậu trời. Bọn thân binh của Đặng Lân xô cả lại chống cự. Mại múa kiếm, xung đột tả hữu bọn tùy tùng của chàng cũng tung hoành trong đám bụi mù, cờ quạt đổ lỏng chỏng. Mãi quát. Tao không muốn giết chúng bay. Tao đến hỏi tội đứa dâm ác. Đứa nào muốn sống thì chạy đi, không tao chém chết. Cậu trời ở trong giường thấy bọn người nhà đã yếu thế, mà mỗi lúc bọn Nguyễn Mại một tới gần. Lần sợ bắn người lên, luôn mồm kêu khổ, chân tay co rúm, mấy lần định chạy mà không chạy được. Lần nghĩ bụng. Có biết thế thì nghe thằng bùi đảng. Nhưng lại an ủi. Cùng lắm thì nó lại làm sớ tâu lên chúa. Chúa lại tha ta, sợ gì? Ta còn tô chúa thượng khép nó vào tội không tuân vương chỉ. Phèn này thì nó mất đầu bọn thân binh của cậu trời đã chạy tán loạn nguyễn mại quay bảo phạm kính dẫn đặng lân ra đây ta hỏi lân túng thế vén màn quát mày vào đây làm gì không biết đây là nơi nghiêm cấm hay sao mại nói tao biết nhưng đến đây để hỏi tội mày mày làm gì ở đây tao làm gì mặc tao không mặc được. Tội mày đã nhiều, nay là ngày mày trả nợ đời. Mày cậy thế làm càng, giết người lấy của, hãm hiếp đàn bà con gái, luật pháp không dung, thần dân đều giận. Ta thể lòng mong mỏi của muôn dân đến đây trừ một mối họa lớn. Quân bay, giữ lấy nói cho ta. Bọn tùy tùng dạ rang, đến vây giường thất bảo. Cô Ngọc đã tỉnh, nửa mừng nửa thẹn, ở trên giường bước xuống định chạy thì một người lính đã bắt lấy dẫn đến trước Nguyễn Mại. Nàng sụp xuống lại, khóc lóc. Ơn quan lớn, con không biết lấy gì báo đáp. Quan lớn đến chậm một chút thì con đã bị điếm nhục rồi. Quan lớn cho con được về kẻo mẹ già mong đợi. Mại gạt đi. Cô phải ở đây. Sự thể thế nào phải khai cho bản chức biết. Cô Ngọc ngập ngừng một lúc rồi cứ thực khai ra. Mại quay bảo cậu trời. Mày đã biết tội chưa? Chỉ một bước, Mại đã đến bên giường. Lần nhảy xuống giường và lê mấy bước. Mại đuổi theo, nắm tóc lôi lại. Lần kêu. Mày dám giết tao sao? Tao thách đấy! bản chức đến đây chỉ có việc ấy. Tội vạ đâu, bản chức chịu. Kiếm sáng vung lên, lần hoa cả mắt, kêu. Bùi đảng, chúng bay đâu? Kiếm đã tới gần, lần rú lên. Ta là cậu trời. Mãi quát. Cậu trời cũng chém. Chỉ một nhát kiếm, đầu đặng lân đã rụng, máu bắn ra phùn phụt cô ngọc quay mặt không dám nhìn và bọn lính tráng thở dài lo sợ cho quan hộ thành mại ung dung trao kiếm cho đặng phan truyền rửa máu tanh hôi đi chàng đến bên bàn lấy bút mực thảo một lá sớ kể tình đầu trao cho phạm kính đem về trước dân chúa ngự lãm chàng sai lính canh phòng cẩn mật chỗ xảy ra án mạng dặn cô ngọc theo mình đi rồi cởi mũ, cởi áo, tháo hia. Chàng lấy ra một cuộn thần, bảo đặng phan. Trói ta lại, dẫn ta ra mắt chúa thượng. 7. Trong vương phủ, đèn đuốc sáng trưng vì trời hôm nay tối sớm. Chúa tỉnh đô ngồi trên sập sơn son thiếp vàng, nét mặt trầm ngâm và đặng tuyên phi quỳ ôm lấy chân chúa khóc lóc nức nở chúa nâng nàng dậy ngắm nhìn nàng đẹp hơn bông hoa tuyệt diễm mà gió nhẹ làm rung đôi mắt đa tình như đôi sao sáng đẫm sương phi khóc đã lâu như than như oán chúa yên ủi nàng ái phi đứng dậy và đừng khóc nữa cho ta thêm phiền tuyên phi gạt nước mắt cất tiếng nói giọng trong như ngọc và lời thánh thót não nùng tâu chúa thượng tiện thiếp chỉ có một em trai để nối dõi tông đường thấy chúa thượng che chở nên triều đình vương phủ từ quan chí dân ai ai cũng ghen ghét đặt điều thị phi để định hãm hại may được chúa thượng thánh minh chứ không em tiện thiếp đâu được đến ngày nay hai chị em tiện thiếp trong chốn kinh thành trừ chúa thượng là rủ lòng thương còn không một ai ưa cả vậy không hiểu tiện thiếp có làm gì nên tội mà người ta ghét thế này người ta lại dám đem em tiện thiếp giết đi ngay trước mặt chúa thượng khiến tiện thiếp mất em quận chúa mất chồng chúa thượng mất rể nhà tiện thiếp từ nay tuyệt tự tiện thiếp tưởng không còn tội ác nào to hơn nữa chỉ thương hại cho tiện thiếp mẹ mất sớm cha thì già lấy ai trông cậy than ôi, nhà nho thanh bạch có làm gì hại âm đức mà em tiện thiết phải chết như một kẻ sát nhân. Thằng Nguyễn Mại nó phạm đến cả uy quyền chúa thượng, nó dám giết cả rễ chúa thượng, mà chúa thượng ngơ đi sao? Nó coi thường cả vương chỉ, dùng nó để làm loạn phép nước hay sao? Tiện thiếp không hiểu làm sao chúa thượng cứ bên vực nó, phòng chức trọng cho nó. Nàng khóc rồi lại tiếp. Chỉ thương cho tiện thiếp, tưởng được chúa thượng che chở, em trai cũng được nhờ đôi chút. Ai hay nó vẫn không thoát chết, chết thảm chết hại, thật là tiện thiếp xấu số. Em tiện thiếp vô duyên, cha tiện thiếp bạc đức. Tiện thiếp còn sống làm chi, trời hỡi là trời. Tuyên Phi nói xong, lại khóc rất thảm thiết, rồi ngất đi vì đau đớn. Chúa ôm lấy Phi, gọi mãi nàng mới tỉnh chúa vỗ về ái phi cứ yên tâm đừng khóc nữa ta sẽ đem chém đứa giết quốc cửu đặng phi lạy tạ nàng hỏi chúa thượng có hứa trị tội tên giặc báo thù cho em tiện thiếp không hay chúa thượng lại nể nó mà ngơ đi than ôi em tiện thiếp bị cái thảm họa này oan hồn uất ức cuối xin Chúa Thượng vì nó mà rửa hờn, cho nó được mát mẻ dưới suối vàng. Chúa Thượng đã quyết chưa? Ái Phi cứ yên tâm, ý ta đã quyết. Tuyên Phi lại sụp xuống lại, lui ra. Chúa tỉnh đô hút một hơi thuốc, vẽ mặt băng khoăn. Nghe Tuyên Phi hay giết Nguyễn Mại, Chúa chưa biết chọn đường nào. Sau cùng, Chúa lẩm bẩm đã hứa với nàng thì phải trọng lời hứa vừa lúc ấy thì có nội giám vào thỉnh chúa ra nhà nghị sự và tâu rằng nguyễn mại đã tự trói mình đến xin chịu tội chúa sắp bước ra thì có tiếng ai gọi lại chúa giật mình thái phi vén rèm đi vào một đội thể nữ theo hầu nét mặt thái phi nghiêm nghị và buồn lặng lẽ Chúa rảo bước tới trước mặt Thái Phi, sụp xuống lại. Mẫu thân ra bao giờ, con không được biết, thật mang tội bất hiếu. Thái Phi nâng Chúa dậy, rồi ngồi xuống một cái cẩm đôn. Chúa cung kính chắp tay đứng hầu. Thái Phi truyền cho thể nữ lui ra, rồi chậm rãi nói. Nhà Chúa ngồi xuống, mẫu thân cho phép con đứng hầu nhà chúa có biết chuyện gì không thưa mẫu thân dạy điều gì mẹ ở thanh mới ra chưa kịp về phủ nghe chuyện con quỳnh hoa mẹ đến ngay phủ đặng lân đón nó về thái phi lấy khăn lau nước mắt rồi hỏi tiếp sao nhà chúa lại dạy thế Mẹ không hiểu nhà chúa nghĩ ra sao. Nhà chúa nghĩ ra chưa? Con Quỳnh Hoa ốm thập tử nhất sinh, người chỉ còn da bọc xương. Nó có tội gì mà nhà chúa đầy đọa nó thế? Mẹ ra chậm một chút thì có lẽ không kịp nhìn mặt cháu nữa. Thái Phi lại khóc. Chúa lặng yên. Một hồi lâu, Thái Phi lại hỏi. Nhà chúa nghĩ thế nào mà lại gả con cho một đứa vô lại? mẹ tưởng nhà chúa nên giết con quỳnh hoa đi còn hơn đạo làm cha ai lại thế thái phi mấy lần định nói tuyên phi nhưng lại sợ gợi cái hình ảnh lộng lẫy kia trong óc chúa tỉnh đô chính bà cũng sợ cái ma lực của người con gái làng chè chúa tỉnh đô vẫn chắp tay đứng mặt cúi gằm không dám nhìn mẹ thái phi đăm đăm nhìn chúa bà tự hỏi không biết chúa tỉnh ngộ hay hối hận bà đứng dậy nói dỗi sao mẹ hỏi nhà chúa không nói nếu nhà chúa không bằng lòng thì mẹ lại đem con quỳnh hoa trao trả đặng lân thái phi phất áo định lui vào chúa thưa lại mẫu thân xin mẫu thân hãy ở lại để con theo mẫu thân vào thăm cháu mẫu thân đừng giận con Máu mũ sinh ra có lẽ nào con chẳng xót Những nhời mẫu thân dạy con Toàn là những nhời hay lẽ phải Con đâu dám bỏ qua Thái Phi nói Nhà chúa theo mẹ sang đây Mẹ đã cho đòi ngự y đến bốc thuốc Khốn nạn, khê trung hầu không có đó Mẹ vất vả, như thiếu mất một cánh tay Mà con quỳnh hoa trong lúc mê sản Thường cứ gọi khê trung hầu chỉ vì bà muốn tránh nhưng không nói hết chúa buồn thấm thía nhớ người thái giám trung thành mà chính chúa đã đưa vào chỗ chết chúa thương người lão bộc từng trải thờ mấy đời trong phủ và cảm thấy tất cả cái vô lý của mình khi sai hầu đi hộ vệ quỳnh hoa thiếu bóng hầu vương phủ như thêm vắng vẻ thái phi đi vào chúa bước theo sau giữa lúc ấy có tiếng ầm ầm ngoài phủ khiến thái phi và chúa cùng quay lại một tên nội giám bước lại thềm chúa hỏi cái gì ngoài ấy tâu chúa thượng dân chúng kinh thành thái phi gắt họ làm gì tâu thái phi và chúa thượng họ đứng chật ngoài phủ đợi xem chúa thượng xử nguyễn mại Sử Nguyễn Mại Nguyễn Mại nào? Có phải tướng tâm phúc của Việp quận công? Hắn có tội gì? Chúa tỉnh đô kể lại câu chuyện và rút trong tay áo lá sớ của Nguyễn Mại trao cho Thái Phi. Xem xong, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Thái Phi hỏi. Ý nhà chúa nghĩ sao? Nguyễn Mại đã trái lệnh con. Mẹ thì cho Nguyễn Mại là một chân nam tử. Không trị tội Nguyễn Mại thì phép nước không nghiêm. Nhà chúa nói lạ chưa? Nguyễn Mại, mẹ đã biết, người ấy đã liều thân vì nước ở xa trường, người ấy chỉ biết lấy quốc gia làm trọng. Hắn nhà nghèo, mẹ già, vợ thơ, con dại, như người ta thì hắn cứ giữ chức hộ thành. Chúa bảo thế nào nghe thế, yên hưởng phú quý chả hơn ư? Hắn đã hy sinh hết cả trừ một đứa rông càn mẹ tưởng không còn cái gương trung nghĩa nào hơn nữa con cũng biết mà cũng vì thế nên trọng dụng nguyễn mại và đã tha thứ cho nhiều nhà chúa lại nên tha thứ cho hắn để nêu gương trung nghĩa nhưng hắn là kẻ lộng hành hắn đã giết con rể con rể nhà chúa nhận rể nhưng mẹ không nhận cháu rể huống chi rễ chúa mà loạn phép nước cũng không dung. Nguyễn Mại làm thế là phải lắm. Thấy chúa ngần ngừ, Thái Phi rầu rầu nét mặt, nói thêm. Nhà chúa nên nghĩ tới cơ nghiệp tiên vương, xa kẻ dở, gần người hay. Tổ tông ngày xưa sở dĩ làm nổi đại sự, gây nổi cơ đồ, chỉ vì biết trọng những bậc trung thần nghĩa sĩ. Nhà chúa nên theo chí tiên vương, muốn cho vương nghiệp vững bền, tất phải trọng phép nước. Kẻ có tội dù là thân thích cũng không dung thứ. Này Nguyễn Mại vì ta trọng phép nước, lẽ nào ta lại vì tình riêng mà giết cho đành? Nhà Chúa đã biết Nguyễn Mại là người trung nghĩa, thế mà lại định đem làm tội, có khác chi tự nhổ vây cánh không? Nhà Chúa nên để cho thiên hạ biết cái lẽ, đại nghĩa diệt thân thì quốc gia may lắm cơ đồ nhà trịnh may lắm chúa tỉnh đô vốn là người anh minh và là người có một tinh thần gia tộc rất mạnh hằng ngày chỉ lo khuếch trương cơ nghiệp họ trịnh nên nghe thái phi nói chúa tỉnh ngộ ngay chúa không còn là một gã suy si tình nữa chúa là một vị quốc trưởng biết lo đến vương nghiệp và đặt quốc gia lên trên mọi sự chúa thưa